Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì sau khi mà mình đã thêm được và delete được cái bài viết rồi, thì bây giờ mình làm tới phần là edit ha. Thì edit các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ quay lại cái index cho mình. Ở cái edit này, bây giờ mình là post show ha. Mình gửi qua cái gì? Cái post ID. Rồi, thì các bạn sẽ kéo xuống cái, ở cái show này. Các bạn sẽ copy từ cái thằng create của post qua cho mình ha. Copy show đây, bắt ra. Thì ở đây là mình để là cập nhật bài viết ha. Rồi. Placeholder này bây giờ là mình sẽ thay bằng là value ha. Placeholder là mình sẽ xóa hết, mình thay bằng value. Rồi. Ở đây là mình sẽ là cập nhật danh mục. Ở bên đây là mình cập nhật bài viết chứ ha. Cập nhật bài viết. Rồi. Thì các bạn quay lại cho mình cái post controller ở cái phần show này. Mình sẽ trả về giống như trang query này ha. Cũng nó cũng có biến các query luôn các bạn, nó cũng có danh mục sản phẩm luôn ha. Đây. Cái query. Rồi. Thì ở đây mình thay đổi là thành show ha các bạn. Show. Rồi sau đó mình sẽ cho là cái post. Mình cũng xóa luôn cái post này ha các bạn. Xóa luôn cái add model post đi. Tại vì mình đã có post rồi. Rồi, tiếp tục post bằng bằng file post đó bạn. File post copy paste lên đây. Rồi. Tìm cái gì các bạn? Tìm cái ID dựa vào cái ID mà mình khi mình lên vào edit là ID bằng bằng 5 các bạn. À, các bạn cũng có thể nhìn ở bên góc trái màn hình à, post bằng 5 à, rồi mình sẽ gửi qua thêm một cái biến nữa, đó là cái post này à, post này. Rồi thì ở đây việc đầu tiên á các bạn sẽ cho mình là quay lại cái thằng show này, mình sẽ cho in ra tiêu đề, mình xóa post, mình sửa lại là update các bạn, post update. Ở đây mình sẽ cho là value tiêu đề là bằng suy ra post, suy ra là gì mấy bạn, suy ra là title à, mình thử in ra title trước à, tại sao mình không thực hiện lệnh for each là tại vì ở đây mình đã thực hiện phương thức file rồi, cho nên ở đây mình truyền cái biến post này qua, cho nên mình không cần phải là thực hiện lệnh for each nữa à, đó. Khi nào ở đây các bạn cho là get ha, thì các bạn mới gì mới thực hiện ở đây các bạn lấy cái bài viết bằng phương thức get thì các bạn mới thực hiện câu lệnh for each ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nè, mình edit missing required parameter. Rồi ok, post edit post bằng 5. Bây giờ mình sẽ quay lại index post id. Post ID edit post show post, mình quay lại thằng cách query mình xem show nó như thế nào ha. Category post file category layout post show. Các bạn sẽ xóa cho mình cái post update này đi ha, cái row này đi. Đó, ở trên cái trang show plate này ha. Tại cái round này hiện tại là mình chưa có bên cái thằng update, mình chưa có gì. Mình chưa có làm cái code gì hết, cho nên là mặc định là các bạn sẽ xóa đi cho mình cái round đó. Thì các bạn xóa đi thì các bạn refresh lại nó chạy thành công ha, nó đã lấy được title. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra hình ảnh. Hình ảnh thì bằng cách là bây giờ các bạn quay lại cái cho mình cái trang index. Các bạn copy cho mình cái câu cái hình ảnh này. Cái hình ảnh này. Phát xuống đây. Và gì à, và các bạn chỉ có việc các bạn cho một cái thẻ B ở đây đi ha. Rồi, thẻ B ở đây các bạn chỉ việc là sửa lại cho mình cái này là post thôi thay vì thẻ B ha. Rồi enter, đây mình đã lấy được hình ảnh rồi. Tiếp tục mô tả ngắn thì ở đây các bạn xem ra cái dòng post short short s ha. Rồi tiếp tục ở dưới đây là test area ha, trong test area mình không có cho value ha, mình chỉ in ra như thế này là screen. Rồi mình enter, mặc định nó đã lấy ra được mô tả ngắn và nội dung ha.
Rồi tiếp tục là cái danh mục, thì ví dụ như đây là cái danh mục mang cái ID là 5 thì là kiếm tiền online đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi một cái danh mục khác đi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ kiểm tra cái thành phần trang ha, thành phần trang để mình xem coi năm là mặc định. Bây giờ mình sẽ cho 10 đi ha, 10. Mình sửa lại đây là cái danh mục là 10. Rồi. Thì ở đây nó vẫn chọn 5 ha các bạn, nó vẫn chọn 5. Nó chọn cái gì mặc định cao nhất. Thì ở đây để mà nó chọn đúng á thì các bạn cho mình một cái option ở dưới đây bằng cái câu lệnh là như thế này. Nếu mà thằng Sierra Post Category nó bằng cái gì mấy bạn? Nó bằng cái thằng Post Sierra Post Category luôn ha. Thì mình sẽ gì? Mình sẽ chấm hỏi selected. Còn không thôi thì mình đã rỗng ha. Cái này là lệnh if else ngắn gọn ha. Đó, lệnh if else ngắn gọn. À, các bạn ghi như thế này, lệnh if else ngắn gọn các bạn ghi như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ refresh. Echo ra chứ. Echo ra selected ha. Mình thử. Echo nó không hiểu. Để mình xem lại ha. Category ID ha, category ID. Chỗ này là ID ha các bạn. Mình sẽ lấy ID của cái thằng category post này so sánh với cái ID của cái thằng post category này ha, là 10. Rồi. Các bạn chỉnh sửa lại cho mình đây là ID ha. Rồi mình sẽ refresh. Đó, là sale apply ha các bạn, sale apply. Rồi. Mình tách ra cho bạn dễ nhìn ha. Đó. Get ID bằng post. Post này là của gì các bạn? Của danh mục, còn cat này là của cái thằng post của thằng bài viết, hay là còn cat này là của gì? Của danh mục ha. Đó, đem ID của danh mục so sánh với post category ID của thằng bài viết. Đó, là nó sẽ tự động nó sẽ select cho mình ha, chấm hỏi select. Còn không thôi thì là rỗng, không chọn gì hết ha. Đó thì ở đây là 10 là sẽ apply nè. Ví dụ như bây giờ mình chuyển thành 11 đi ha. 11 đi. Rồi. Thì ở đây mình refresh, nó sẽ chọn cho mình là Google Ads ha. Đó, mang đi là 11. Rồi, sau khi mình đã lấy ra được hết rồi, bây giờ mình sẽ việc update đó các bạn, việc update thôi. Update thì các bạn sẽ cho mình cái thương thức method ở đây. Cái method này là cái method fill các bạn. Nó thực hiện là put ha, put. Rồi, các bạn để put như thế này. Ở đây các bạn vẫn để là method post luôn cho mình. Rồi. Thì mình sẽ gửi những cái mặc định, các bạn quay lại cho mình cái post controller ở phần update nè. Các bạn bỏ cho mình cái post này đi ha, bỏ cho mình cái model post đi đó. Rồi tiếp tục nó mặc định nó sẽ giống như cái phần này, giống như phần store này ha. Các bạn copy xuống đây paste ra đây cho mình. Rồi thì bây giờ thay vì new post ha, nó sẽ file tìm gì mấy bạn, tìm post ha. Thì tìm post có nghĩa là tìm ID của cái bài viết này. Khi các bạn click vào là cập nhật bài viết thì mình sẽ gửi ID, thì mình sẽ vào lại show update đây. Cái method update ha, mình sẽ ghi, bây giờ mình sẽ ghi round. Round là bằng post chấm update ha. Rồi chấm update này mình first mình sẽ gửi vào cái gì bạn, post suy ra gì bạn, ID. Post ID ha, đây post ID. ID ha các bạn là 5. Rồi mình sẽ gửi qua bên post controller này. File post thì bây giờ mình sẽ update lại ha. Title sort date, cái này mặc định là mình đã copy từ cái gì? Từ cái trang add category ha. Bắt ra cái trang post này thì mặc định những cái trường name này nó sẽ giống ha, nó sẽ giống nhau. Đây name. Image name, image nè. Đó, rồi tiếp tục name sort date. Rồi nó name date nè và name post category ha, mặc định nó sẽ giống nhau. Đó, thì các bạn không cần phải sửa name nó lại ha. Rồi, đây nó sẽ update cột, đây nó lấy dữ liệu ha, lấy dữ liệu. Ok. Thì ở đây nó sẽ có hai trường hợp là nếu mà mình chọn dữ liệu, nếu mà mình chọn hình ảnh thì nó sẽ up cái hình ảnh nào mới vào ha, tới mục public. Còn nếu không ha, không thì mình sẽ không up default nữa ha. Còn nếu không thì mình sẽ cho cái post image này
Bằng name, còn nếu không thì thôi ha bạn. Ở đây mình sẽ không eo ha, không eo. Nếu không thì nó sẽ giữ lại cái hình ảnh cũ, nó sẽ giữ lại hình ảnh cũ, là có nghĩa là mình sẽ không cái up cái gì, up cái hình mày ha, mình sẽ không up cái hình mày. Đây là nếu mà có hình ảnh mới nè, đó request image ha, nếu có hình ảnh mới. Rồi, thì nếu có một cái hình ảnh mới thì mình sẽ xóa đi cái hình ảnh cũ, đúng không các bạn? Mình sẽ xóa đi cái hình ảnh cũ là sẽ G4 này, mình sẽ xóa đi cái hình ảnh này ha, và thêm cái hình ảnh mới vào. Thì đây mới chỉ là thêm hình ảnh mới vào thôi ha. Và ở đây nếu mà có hình ảnh cũ thì mình sẽ gì, unlink cái gì bạn, giống như cái thằng destroy thôi. Thì mình sẽ việc là mình ghi cái bây giờ mình sẽ cho cái thư mục là vào public nè, blog ha, và gì chấm post, mình suy ra cái gì bạn, image ha. Đó, post thì mình đã lấy được tất cả dữ liệu dựa trên cái bài viết đó vào thư mục cái biến post này rồi, thì các bạn chỉ suy ra scope thôi. Còn thay vì các bạn để cái path không thôi thì mình khỏi cần phải ghi path ha, mình ghi inlink, sau đó mình để cái đường dẫn path vào ha, rồi sau đó mình nối thêm cái hình ảnh thôi ha, nó sẽ tự hiểu là vào public upload và xóa đi cái hình ảnh mang tên đó, có nghĩa là nó xóa đi hình ảnh mang tên này G4 người xịt 4 GB này ha. Sau đó nó sẽ thực hiện việc là thêm lại hình ảnh mới. Rồi, post save. Còn nếu mà có hình ảnh thì mình sẽ thêm post này. Rồi, ok. Còn nếu không thì rồi, post save ha. Post insert update ha. Mình sẽ lựa là update. Để thành công. Rồi, bây giờ mình thử lại ha các bạn. Mình thử nè, mình refresh. Bây giờ mình sửa là tiêu đề đi, tiêu đề 1. Rồi. Mình không chọn hình ảnh ha. Bây giờ mình thực hiện là không chọn hình ảnh. Bây giờ là mô tả 1 đi. Rồi, nội dung 1. Rồi. Bây giờ mình sẽ update lại là cái thằng mình chọn là xe offline đi ha. Mình cập nhật bài viết nè. Rồi, ok, nó đã cập nhật cho mình thành công rồi các bạn. Ha, nó quay lại post index. Nó cập nhật cho mình thành công ha. Xe offline nè, edit. Bây giờ mình chuyển kiếm tin online coi. Đó, kiếm tin online ha. Mô tả 2. Và mô tả 2 là nội dung 2, thử xem ha. Đây là content marketing. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi thử cái hình ảnh ha. Thay đổi thử, bây giờ mình sẽ chọn một cái hình ảnh khác. Ví dụ như hình ảnh cái bánh này. Đó, là C8 đúng không? Bây giờ mình cập nhật. Rồi, nó sẽ đã thay đổi hình ảnh cho mình. Và gì, cái hình ảnh cũ nó xóa đi. Bây giờ mình chỉ có một cái hình ảnh là C8 thôi ha. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ đổi một cái hình ảnh khác đi. Đổi một cái hình ảnh ly cà phê này đi ha. Với nội dung là YouTube save sale ha. Đây, YouTube sale. Rồi, nó chỉ có một cái hình ảnh này thôi ha. Đó, nó xóa hình ảnh cũ, nó thêm hình ảnh mới vào cho mình. Thì đơn giản chỉ một trong code như thế này thôi, rất là đơn giản ha. Rồi, thì clip tiếp theo mình sẽ các bạn quay lại cho mình cái phần app nè. Ở đây mình sẽ cho trên cái thằng đăng ký đăng nhập này một cái là dashboard ha. Mình sẽ back quay trở lại dashboard nè. Thì ở đây mình sẽ cho một cái LI nữa. Guest đăng nhập. Home chứ, mình vào home hả các bạn, vào home. Ở đây là phần dashboard. Dashboard. Danh mục blog Laravel. Đăng ký. Thì ở đây mình sẽ cho là cái thằng dashboard nha các bạn. Quay lại về dashboard, mình đăng nhập thì nó sẽ hiển thị như thế này. Home dashboard. Card. Thêm danh mục blog. Rồi, ở đây mình sẽ cho một cái ở đây các bạn sẽ cho mình một cái copy cái này ha. Cái này là dashboard, mình ghi là dashboard ha. Rồi. Thì mặc định dashboard nó sẽ quay lại cái trang
home ha, home. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ refresh dashboard nè. Đã quay lại trang home, còn blog API cái này là quay lại trang web của mình ha, trang web của mình. Rồi, ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn lấy bài viết và hiển thị gì danh mục ở lên trên này ha. Đó.